Chả lá lốt 25k, 2 đến 3 ngày ăn với cơm vô tư. Tôi nghèo, bạn cũng thế. Có lá lốt không chị ơi? Có. Lá lốt bán sao chị? 3 lạng 10 ngàn. 3 lạng 10 ngàn, lấy 10 ngàn. Đậu trắng bán nhiêu anh? 3 ngàn. 3 ngàn, lấy em 3 bìa đấy. Thì đây là món chả lá lốt nhân đậu chiên của mình, chấm với lại nước mắm ớt nhé mọi người. Mình thấy khá là ổn áp mọi người ạ. Nhưng mà để ngon bằng nhân thịt heo hoặc là nhân thịt bò thì chắc chắn là không bằng. Nhưng mà cái nhân đậu này nó cũng có cái hay riêng của nó. Nhân thịt thì nó đắt tiền hơn, nhân với đậu như thế này thì rẻ hơn rất là nhiều. Mình thấy cái món này vừa tiết kiệm mà vừa ngon. Thực sự là ngon mọi người ạ. Cái lớp đậu ở trong ăn nó cảm giác nó béo béo ấy. Mình có nêm một chút gia vị cho nó nữa rồi, cho nên là không cần chấm cũng được. Nhưng mà chấm với nước mắm thì nó sẽ ngon hơn và ăn được nhiều cơm hơn. Cái quan trọng nhất của chúng ta trong series này đó chính là ăn được nhiều cơm hơn và no hơn. Khi mà chiên thì mọi người cứ để im cái miếng chả lá lốt như thế này cho nó chín một mặt đi, xong rồi hãng lật nhé. Chứ mọi người đừng có lật qua lật lại nhiều là nó bị bung cái lá lốt ra đấy. Là nhân đi một đằng mà lá đi một nẻo thì nó hơi kỳ. Cực nhất của cái món này thì chắc là cuốn thôi. Còn chiên với lại làm nhân rồi là rửa lá kiểu thế rất là nhanh. Nhưng mà cực một chút mà để ra được một cái món ngon như thế này thì ok, mình chấp nhận nhá. Lá lốt 10.000 ba lạng mới xài được khoảng 7.000. Một quả trứng 3.000, ba bìa đậu 9.000, mộc nhĩ với ít tiêu hành củ linh tinh nữa thì mình cho 6.000 đi. Và cái món này của chúng ta có giá là 25.000, được rất là nhiều luôn. Tôi nghèo, bạn cũng thế, làm thử nhá. Món này ngon, chắc chắn.